Sáng ngày 8 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức truyền thông kiến thức kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho nữ thanh niên, chủ nhóm trẻ, giáo viên, nữ công nhân lao động tới dự có đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng dự có lãnh đạo ban dân vận quận ủy. Tham dự có đại diện nữ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chi hội trưởng Phụ nữ các phường, các ủy viên Ban chấp hành quận đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc chủ nhóm trẻ giáo viên các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn quận, đại diện phụ huynh 8 nhóm trẻ đang hưởng lợi từ đề án 404 thành phố hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất sau năm 2020. Trong chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Mai Hoa, giảng viên quốc gia chương trình sinh sản phổ biến kiến thức cơ bản về bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản, những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, một số bệnh phụ khoa thường gặp, các nguyên nhân gây bệnh, cách phòng tránh thông qua buổi truyền thông giúp các nữ thanh niên chủ nhóm trẻ giáo viên nữ công nhân lao động nâng cao kiến thức và chăm sóc sức khỏe sinh sản từ đó chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân nâng cao chất lượng cuộc sống